Chào bạn. À, chào Ly. Khánh Ly có đọc được thông tin ở trên mạng về shop online của mình á, cho nên là Khánh Ly tới tìm hiểu xem sao. Bạn đã kinh doanh đồ si được bao nhiêu lâu rồi? Shop của sao thì vận hành đã được hơn một năm nay rồi. Hai mặt hàng chính của shop hiện giờ là quần áo với lại túi sách. Thì ngoài ra là tụi mình cũng có giày. Rồi hiện giờ tụi mình cũng đang mở rộng ra lấy cả hàng em bé, đồ chơi của em bé, đồ second hand, đó là một cái xu hướng rất là mới, hiện rất là phổ biến ở nước ngoài, nhưng mà Việt Nam thì mình thì chưa có nhiều. Ly thấy là bên cửa hàng của mình thì kinh doanh trên Facebook, không biết là khách hàng phản ứng như thế nào với cái mô hình bán này của mình? Khách của mình thì đa phần là họ xem online rồi họ mới đến mua, tại vì tụi mình không có thuê hẳn một cái mặt bằng ở ngoài mặt tiền để bán. Hầu như là shop mình bán được chính là qua Facebook, và khách hàng rất là ủng hộ qua Facebook, cũng như có một cái kênh nữa là website của shop. Không biết là giá cả của một món đồ si thì sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Ví dụ như là cái túi này chẳng hạn, thì mình sẽ dựa vào cái yếu tố nào để mình định mức cái mức giá của thứ đó? Nhất thì chắc chắn phải phụ thuộc vào cái giá gốc của mình lấy vô ha. Cái điều thứ hai là mình sẽ kiểm tra cái chất liệu. Ví dụ như cùng là túi đi thì có cái túi da thì da như thế nào. Nếu mà cái da mà thuộc ở các xưởng mà riêng ở châu Âu bọn mình có thể đánh giá được cái việc đó, thì cái chất lượng khác hẳn với nhiều cái túi da này là da rất là tốt nè. Thì cái chất liệu nó sẽ khác. Rồi mình cũng xem là túi nó có những cái sản phẩm của mình nó có cái lỗi gì không. Ví dụ như là cái khóa nó bị méo một tí hay là cái gì đó thì cái giá nó sẽ thấp hơn hẳn. Một cái yếu tố nữa là ví dụ như đồ hiệu thì mình sẽ đưa lên cao một chút xíu thôi, chứ không phải là cao kiểu như là đồ hiệu bán ở shop mới đâu. Vậy thì bạn thấy là đối tượng nào ưa chuộng việc mua hàng si qua mạng? Cái đối tượng mà đông nhất là học sinh sinh viên và giới văn phòng. Ngoài ra thì cũng có, tức là nằm từ khoảng 18 tới 35. Ngoài ra thì cũng có một số ít là các cô, các chú, các anh chị từ 35 tuổi trở lên vẫn thích hàng si, vẫn tìm tới. Và cũng có một số bạn nghệ sĩ cũng tới để chọn mua cho mình những cái món hàng độc, đặc biệt là cái dây nịt. Như vậy thì không biết là bao nhiêu phần trăm sẽ mua đồ si qua mạng và bao nhiêu phần trăm thì họ sẽ đến đây để coi đồ trực tiếp luôn? Nếu mà chia ra tổng lượng khách của shop là 100% thì khoảng 70% là mua hàng qua mạng. Tại vì nó tiện lợi hơn rất là nhiều, và khoảng 30% là chưa hề xem qua mạng, chỉ nghe và tới đây để xem. Khi mà bán hàng si qua mạng thì cái người chủ shop phải đảm bảo cái uy tín của mình rất là cao. Thứ nhất là không có được nói dối về cái nguồn hàng, về cái lỗi của hàng. Ví dụ chỉ cần mình nói lỡ nó, thí dụ như cái hàng nó đã bị chỉ còn khoảng có 60% mà mình nói nó mới 90% hoàn toàn không lỗi. Nhưng khi mà mình ship về cho khách và khách họ thấy chỗ này vải bị sờn, chỗ kia chỉ bị bung rồi, thì đảm bảo là shop của mình sẽ không có được giữ cái tiếng. Tại vì Ly cũng biết là cái sức mạnh của mạng xã hội nó mạnh như thế nào. Cho nên là cái lợi ích đầu tiên là khách sẽ đảm bảo có được cái nguồn cái sản phẩm mua về luôn, là cái giá trị xứng đáng với cái giá trị mình bỏ ra. Cái thứ hai là nó tiện lợi, không có cần phải di chuyển tới shop, nhất là giữa trưa nắng Sài Gòn như thế này mà phải đi đến thì rất là mất công, mất thời gian và mệt mỏi. Cái thứ ba là tiện lợi trong cái việc mà giao hàng luôn, tức là có thể là bạn đặt buổi sáng và chiều bạn đã có ngay. Đối với đồ qua mạng thì hình như là ta phải chăm chút từng bộ đồ đúng không? Ví dụ như là mình phải trả lời những cái bình luận của các bạn ở trên những trang mạng xã hội. Như vậy thì không biết là những cái phần công đó có được đưa vô cái phần giá đẩy cao lên so với chợ không? Thiệt sự ra cái đó thì không có được đưa vô đâu, chủ yếu là mình làm vì sự yêu thích. Và đối với cái ngành hàng si này, vào cũng mong muốn là những cái người xung quanh mình cũng có thể được cái niềm yêu thích hàng si đó thôi. Cảm ơn bạn nhiều. Quý vị thân mến, thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là hàng si có rất nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, một vài vị khách hàng họ vẫn còn hơi e ngại khi lựa chọn đồ si. Cái vấn đề mình đo nhất đó chính là cái chất lượng của nó có còn được tốt như là cái khi mình mua lần đầu hay không. Tại vì mình không biết được rõ cái món hàng đó nó có còn cái chất lượng, ví dụ như mua da thì mình không biết cái da đó có thực sự đó là da thật như người ta nói hay không, hoặc là cái da nó còn tốt hay không. Về mặt cái như là giá cả nó có tương xứng với cái giá trị hay không, tại vì có khi là nếu như mà mình không có gọi là không có rành á thì dễ gọi là mua hớ. Ngày nay bên cạnh những cửa hàng, trung tâm thương mại sầm uất, các địa chỉ bán đồ si vẫn tồn tại và thu hút một lượng không nhỏ khách hàng đến mua sắm. Song theo các chuyên gia sức khỏe, quần áo, đồ đạc đã qua sử dụng ẩn chứa nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh về da, nhất là những loại tiếp xúc sát da ở những vùng kín, ẩm ướt như đồ lót hay những đồ ít được giặt kỹ như giày dép, v.v. Vì thế, nếu mua quần áo si, bạn cần lột chúng qua nước sôi trước khi giặt rồi phơi ra ngoài trời có nắng, gió. Sau khi quần áo được phơi khô, nên để vài ngày sau hãy sử dụng. Khi mặc, phải ủi kỹ bề trong của quần áo. Nói chung là phải chịu khó lựa cho kỹ. Đầu tiên là một cái cửa hàng mà mình tin tưởng được trước ha, đó là điều quan trọng. Cái thứ hai nữa là khi mua thì mình cũng nên
coi lại món hàng cho kỹ về đường kim, mũi chỉ, ví dụ quần áo thì mình coi lại có bị sờn nát hay không. Tại vì nhiều khi để tránh trường hợp mà mình quá thích đó, thì mình không thấy những cái điểm đó thì nhiều khi mua về thì lại không sử dụng được, thì nó sẽ gọi là phí. Khi mà mình giặt giũ mình mang về á thì phải để ý là đồ si có khi nó cũng bị ra màu nữa, chứ không phải là không bị ra màu. Cho nên là mình phải phân ra là đồ trắng nên giặt riêng và đồ màu cũng nên giặt riêng. Thì khi mà mình giặt xong rồi á thì nên phơi ngoài nắng, và ủi thì ủi cho thật là kỹ. Thì như vậy thì Thu nghĩ là nó cũng bảo đảm chứ không đến nỗi. Bạn phải biết khi nào cái sạp hoặc là cái shop đó họ khui. Họ khui cái kiện đó thì khi mà mình càng tới sớm bao nhiêu thì cái khả năng mình lựa được cái đồ đẹp, cái đồ mà độc đẹp, đồ hiệu thì nó càng cao bấy nhiêu. Quý vị thân mến, một ngày để khám phá thế giới đồ si tuy là khá vất vả nhưng mà Khánh Ly cũng đã mua được rất nhiều món đồ ưa thích với một mức giá cực kỳ phải chăng. Và quý vị có biết không ạ, đồ si có tính chất là rẻ, bền, đẹp và độc, và hiện đang là một xu hướng tiêu dùng được rất nhiều người ưa chuộng. Nhất là trong tình trạng kinh tế khó khăn như ngày nay thì mua đồ si là một cách để chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí rất hiệu quả. Tuy nhiên, quý vị hãy trở thành những người mua sắm thông minh để không phải rơi vào những tình trạng khó xử như là mua phải những món đồ không sử dụng được hoặc là rước bệnh vào người nhé. Đến đây thì Khánh Ly xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình kỳ sau.